Dạ, chào quý vị các bạn. Hôm nay xin mời quý vị các bạn cùng ngắm cảnh biển Vũng Tàu quý vị. Khu vực này là một trong những cái vị trí mà ngắm cảnh xin rất là thích. Và cảnh rất là đẹp quý vị. Là ngay khu vực ở cái mũi Nghinh Phong á. Thì mũi Nghinh Phong là cái khu ngắm cảnh rất là đẹp của Vũng Tàu rồi. Cái mũi này nó nhô ra phía ngoài. Khu vực này có những cái bờ đá quý vị nên là rất là đẹp. Bữa nay buổi sáng thì nhìn về hướng khu vực ở Hòn Bà nè. Mai sáng ngày 11 tháng 9. Ngày 11 tháng 9 như có cái sự kiện nữa quen quen nha. Thì bữa nay nếu mà tính theo lịch âm là sẽ là ngày mùng 2 âm lịch của tháng 8. Thủy triều bữa nay thì cũng tương đối là cạn vậy, nên thấy cái đường đi ra Hồng Bà vậy nó có hiện hiện lên chút xíu. Dạ, khu vực này nó có những cái bờ đá tự nhiên rất là đẹp. Em Jim có thời gian thì cũng hay ra đây ngồi ngắm cảnh. Đây vị. Đây nhìn xa xa ngoài khơi là có cái tàu hàng đang đi ngoài biển đó vị. Thì biển nó có đường lãnh hải và đường hàng hải quốc tế. Giờ thì tàu thuyền đi rất là dễ. Cái tàu hàng họ đi xuyên lục địa luôn vậy. Đây, nhìn xa về đường chân trời. Dạ, ngồi đây nghe tiếng sóng biển, nhìn xa xa là cái Hòn Bà và phía sau xa xa nữa là dãy núi về hướng Long Hải vậy. Minh Đạm hay là Châu Long Châu Viên á. Có nhiều dãy núi rất là đẹp.
Dạ, khu vực này rất là nhiều cặp cô dâu chú rể họ chọn để chụp ảnh ảnh cưới ở đây vậy.
vì các bạn rất là nhiều đã cùng Diêm đi ngắm cảnh tại quận Vũng Tàu, Vũng Tàu. Trong ngày hôm nay hẹn gặp lại quý các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều.